và thân mến, thì ngày hôm nay ta đang có mặt tại thị trấn Sìn Hồ của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu các bạn ạ. Thì đây là một trong những cái chợ phiên Sìn Hồ vào buổi chủ nhật ngày hôm nay. Thì San mong muốn là review một chút cái chợ này cho các bạn xem. Ở trên này thì đa phần thì người dân tộc Dao là nhiều các bạn nhé. Chợ phiên thì vào thứ bảy và chủ nhật. Mặc dù thì dịch nhưng mà trên này vẫn họp chợ rất là đông. Ngày hôm nay thì tại buổi sáng trời mưa rất là nhiều nên là anh em cũng họp chợ mượn hơn một chút. Bây giờ thì cũng như là 9 giờ hơn rồi nên là chợ cũng chuẩn bị tan giá rồi các bạn ạ. Thì có thể là anh em vào trong này review một chút những cái cửa ngon vật lạ để cho các bạn xem ở trên vùng cao nhé các bạn nhé. Mặc dù thì tình hình dịch ở bên dưới này là vừa nãy con đường mà San đang lên ở khu vực này là khu vực quảng trường, một cái sân bóng. Thì người dân hiện tại bây giờ thì bày hàng hóa bán ở đây. Thì trong này có rất là nhiều cái đồ lạ các bạn đang thấy này. Anh em đi theo trên đường này rồi lát nữa xuống ở bên dưới này xem có gì lạ và ngon anh em mua nha các bạn nhé. Thật sự mà do dịch nên là bây giờ trời lại bắt đầu đổ mưa rồi các bạn này. Mấy ngày nay thì ở miền Bắc, ở đặc biệt là ở Lai Châu là mưa rất là nhiều. Như các bạn đang thấy rồi, mưa từ hôm qua đến bây giờ và vẫn trời mưa. Mưa thì mưa thì người dân người ta vẫn họp chợ thường xuyên. Ở trên này thì có rất là nhiều những cái đồ lạ ở trong rừng, người dân vẫn đem ra để bán. À đây này anh em này, anh em thấy là giống như cái cỏ ấy. Hỏi xem cô, cái cỏ này là mình bán làm gì hả cô? Cỏ này bán cho lợn ăn. À cái này cho lợn à? Mình hái trên rừng này lên béo đấy. À vâng. Cô là người dân tộc Hơ Mông à? Mình xem nào, trong này cũng nhiều loại dao đấy các bạn, rất là nhiều loại dao khổ lan. Ủa, táo mèo. À đây này các bạn này, đây là cái dao lợn cũng mang về đây bán. Anh em thì bán rất là nhiều dao lợn, rồi là nhân sâm các thứ nữa. Lạ đấy nhỉ. À cô ơi, cái này là cái gì hả cô? Cái này cái gì cô? À thuốc à? À thuốc đi tám ấy ạ? Vâng, vâng. Ở bên dưới này đều là thuốc à cô? Vâng. Nếu mà con muốn mua vận chuyển đi về đi xa thì hầu hết là phải như nào cô? Gửi xe cô? Vâng. Để con lát nữa con xem. Mưa quá cô ạ. Giờ thì mưa ròng rã luôn. À đây là có cả cây cảnh này. Ở khu vực này có cây cảnh luôn anh ạ. Ôi giời. Tìm một cái phong lan đột biến. Anh bán phong lan à? Anh bán à? Ờ, em xem gì. Cái cây này, cây to này tầm bao tiền anh? 50.000 nữa. 50.000 á? Có rẻ nhá nhỉ? Em bây giờ thì mưa quá, mưa phải vận chuyển đi xa cũng khó anh ạ. Để lát nữa em xem. Bớt cho. Vâng, lát. Bên này có những cây này các bạn. Ở đây có một cái cây. Cây này thì như phong lan nha. Trồng rất là đẹp. Rồi ok, anh em xuống ở bên dưới này xem thử nha các bạn nhé. Ở ngoài kia thì các bạn đang thấy này, ở bên khu vực này rất là đông anh em. Sự trời mưa, anh em thấy là ở cái khu vực này, ở bên dưới nước rất là nhiều, nên là đi cũng khá là khó để có thể vận chuyển.
di chuyển, nó là di chuyển anh em. Rồi lại dịch giá nữa. Thật sự chỗ này rất là khó qua anh em. Ở bên dưới này thì rất là đông mặt hàng. Bắt đầu từ đây thì có cái gian hàng các bạn. Rồi anh em đi trên này xem là có cái gì để anh em mua. Rồi không giờ thì chờ. Giờ em cố gắng. Ôi. Đấy này khó đi quá các bạn. Chắc em phải ra ngoài này, đi theo trên này thôi. Tí còn lún đấy. Bẩn cực. Đây, khu vực này bán rất là nhiều. Đây, hơn lấy ít nữa này. Giờ thì trời mưa quá rồi các bạn. Anh em cố gắng review nhanh rồi là đi. Cái thảo quả này là thảo quả tươi luôn à các bạn? Quả tươi nhé. Ủa, mai mắt. Thảo quả tươi này bán như nào cô? Hình như là cô không, không biết nói tiếng Việt thì phải. Không biết nói tiếng Việt thì rất là khó các bạn. Quả chuối này. Còn là đồ lạ đỏ. Anh em thấy là hoa chuối này rất dài. Có hoa chuối này mình mua về ăn à cô? Hoa chuối gì nhỉ? Dài hoa chuối rừng à cô? Cái này bán như nào cô? Giá 5.000. Giá 5.000 loại dài cũng thế không? Giá 5.000. À, đây là cà. Cà rừng ấy nhỉ? Cà này cũng túi 5.000 đó. Để tí con về con mua. Con xem hết hàng đó. Thực ra thì em cũng đi đường rất là xa. Mua đi thì mua mấy cái cây mang về. Hoặc là mua cái gì đó đi nấu ăn thì cũng rất là xa. À đây là nấm này. Hình như nấm. Em ơi, nấm này nấm gì nhỉ? Nấm linh chi à? Cái này thì bán như nào đấy? 10.000 một cái à? 10.000 một cái này à? À, cái này làm thuốc ấy nhỉ? Cũng nếu mà làm khô thì nó ok hơn. Có gì à? Anh nói sao? Đúng mùa dịch. À, các bạn ơi, ở trên này người dân còn hái cả cái quả này về bán này. Không biết quả này thì họ bán như nào. Cô, cái này bán như nào cô? Bán là nhiều. 10.000 à? 5.000. 5.000 à? 5.000 một bác. Thế cô, cái này thì ở trong rừng nhé các bạn nhé. Đi hái trong rừng. Trong rừng về. Thế đi chứ. Cho con một bát đi. Mua một bát về thử. Lâu lắm rồi. Thì anh em cũng lâu lắm không ăn thử cái này các bạn. Lấy một bát thôi à? Vâng, con lấy một bát. Mưa quá. À, bây giờ đi đâu cũng khó cô. Mùa này đang chín đúng không cô? Cái này mùa này đang chín đúng không? Chín rồi mà. Dạ. Thế con gửi tiền đấy. Con là nhiều đấy mà, cho 2 bát rồi mà. À, thế thì cũng được.
Cái thảo quả này bán như nào cô? Thảo quả này 10.000 á? Cái này như là 10.000 á? Cái này có phải thảo quả mình trồng không hay là thảo quả rừng? Trồng đó mà. Thơm mấy cô nhỉ? Rồi anh em ạ, em thì cũng đang đi xem. Có rất là nhiều đồ lạ. Cái gì lạ thì mình mua về, cố gắng mua về xem cho các bác cùng xem thử nha các bạn nhé. Bác tiền 1 cân đấy. 1 cân gà đen đấy nhỉ? Trắng. Trắng. Màu đen thôi. Bác tiền 1 cân. 1 cân 130. Ở đây vào 4 con cá rất to các bạn. Cá đầu. Cá nuôi nên rất là to. Tôm, khu vực này bán hoa quả. Ếch này, ếch nuôi hay là ếch mình bắt về? Ếch bắt à? Ở ngoài suối à anh? Ủa to thế. Em cứ nhìn cứ tưởng là ếch nuôi ấy. Cái này bán như nào anh nhỉ cân? 120. 120. Ngon đấy anh nhỉ, ếch bát thì ngoài ruộng thì ngon. Ở đây thì người dân người ta đang bán hoa quả. Hầu hết là hoa quả nhiều. Chợ phiên này cũng khá là đông. Để bán rau nhiều lắm các bạn ạ. Ở bên dưới này còn có rất là đông người. Như anh em đang thấy ạ. Ở khu vực này thì bán chủ yếu là bán rau thôi. Đây này các bạn. Người dân tộc Dao Khâu này, Dao Khâu của bọn em nhé. Xem là mua cái này là hạt rau cải hả cô? Một bát bao nhiêu cô? Một cái rau cải lan. Bát bé này bao nhiêu cô? Một bát thì 5.000 thôi mà. 5.000. Nó mà chứ à? Để xưa những bát chụp chín á. Này lấy đi cháu ơi. Còn cháu xem cái có gì lạ thì cháu mua. Cái này là gì cô? Cái này hoa hồi, cái này lạ nhất đấy. Cái này không dùng để làm gì hả cô? Cái này á, đấy. Trẻ con sốt nóng nhưng mà uống cái này thì thuật à. Đau cổ. Cái này là cái hạt thơm lắm ấy cô nhỉ? Cái này sẽ đúng là hoa hồi. Hoa hồi sẽ bên nhận nhìn miệng cho bạn bò mà. Bà có các bạn ạ, thì cô nói thì em cũng hiểu. Tuy nhiên thì có lẽ là anh em rất là ấn tượng ở cái chợ này. Nó khác hơn một số những cái chợ khác. Có những cái điều nó sẽ lạ hơn. Một số những cái điểm, một số những cái mặt hàng nó lạ hơn các bạn ạ. Dù thì thường thường chúng ta nói chợ nào cũng gần như là có cái mặt hàng đấy thôi. Mọi người ạ, vừa nãy thì quên mất không để ý cái cây ngay ở trên này thì mùa này đang có quả rất là nhiều. Hình như là quả lê sao? Đúng rồi, quả lê. Rất là sai quả. Mọi người thấy sai quả không?
nhiều lắm các bạn ạ. Ở chỗ này hình như là hơi chói, sáng hay là tối không nhìn rõ. Quả của nó nhiều quả lắm các bạn ạ, nhưng mà chưa chín đâu các bạn ạ. Mùa này lê thì chưa chín, lê còn bé lắm. Nhưng mà cực kỳ nhiều, nó sai quả cực. Cũng nhỏ mà. Khi mà anh em từ đây nhìn xuống ở khu vực bên dưới thì thực sự mà nó bao quát hết, cũng khá là đẹp các bạn ạ. Thì các bạn cố gắng để theo dõi một chút về phiên chợ này. Còn những lần sau mà các bạn đến với Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu thì các bạn nhớ là ghé qua một trong những chợ phiên này nếu các bạn mong muốn mua cái gì. Thì các bạn cùng có thể là comment những cái địa chỉ hay là những vấn đề nào đó các bạn thắc mắc ở bên dưới view này. Lâu lâu thì thay đổi không khí một chút để review ở chợ phiên cho các bạn xem về cái khung cảnh, và đặc biệt là ở cái mùa dịch này là nó khó khăn rất là nhiều ở trong cái chợ phiên. Và các bạn ạ, có lẽ thì ngày hôm nay thì em sẽ cũng tạm dừng video thôi các bạn, bởi vì là ở cái khu vực này á, mình đi đông người cũng hơi sợ một chút, đang cái tình hình mà mùa dịch rất là căng thẳng nên là cũng review một chút cho các bạn xem thôi. Tất cả các bạn thấy video của em hai thì các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký để có thể nhận những video mới nhất của em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người luôn luôn là thật nhiều sức khỏe và sự cái gọi là tinh thần của mình trong cái đợt mùa dịch này, làm theo đúng quy định của pháp luật để có thể là đẩy lùi dịch Covid. Và chào tất cả, bye bye mọi người.